Xin chào các bạn nha, hôm nay mình đang đi chơi ở Hà Nội. Mình sẽ đến một cái bảo tàng, là bảo tàng thiên nhiên Việt Nam. Đây này. Cái địa chỉ của bảo tàng này nó là 18 Bảo tàng Việt Cổ Giấy Hà Nội nha các bạn. Mà cái này các bạn đến địa chỉ đấy thì các bạn sẽ phải đi vào phía trong, đi bộ một đoạn ấy. Này, bảo tàng thiên nhiên Việt Nam. Bên này có con khủng long. Này mới vào cổng cái có con khủng long luôn. Con khủng long bự lắm. Wow. Mô hình không được sờ vào hiện thực. Đó. Bây giờ mình sẽ thử đi vào bên trong xem có gì không nha. Mình thấy có ba cái bảng, là một cái là hóa thạch, một cái là sinh vật biển và một cái là nấm. Chắc là theo từng chuyên đề đấy. Mình bây giờ mình đi vào trong mình xem từng cái chuyên đề nhá. Đây là lối vào của bảo tàng này. Mình đi vào trong xem này. Lần đầu mình ghé cái bảo tàng này. Đây là các cái loại đá quý, đá hoa chứa spinel màu hồng và parasite màu xanh, nơi thu lục tiên Yên Bái. Lục tiên Yên Bái này, mình quê Yên Bái. Nó không có ở trên cái bảo mình đi vào trong. Wow, thế ra. Thế này tối tối bạn ạ. Có khi phải lắp đèn nó ra. Mình cũng đây là cái phần đầu tiên mình đã nói là đấy. Sơ đồ tiến hóa sự sống truyền dế dáng ruồi giá biển run móng ngựa ốc biển. Ồ này nó bằng gỗ mà khắc laser lên, chắc là khắc laser lên gỗ chai này. Một con chai chân đầu ốc anh vũ. Ốc anh vũ xin biển, xin biển. Đó. Này là ốc giả, ốc giả cha. Cúc đá, ồ cái con này lạ lạ ha. Cúc đá cái này bạch tuộc bạch tuộc chắc hẳn biết là nhập ngoài. Cái này con sò, con này thì mình không biết, mình ghi là du đít nhưng mà mình không biết. Dương dẹp động vật hình rêu. Ồ, động vật hình rêu nhìn như là san hô. Du mình đi tiếp vào bên trong xem. Bên này có cái gì đó. Sao giòn. Sao giòn. Nhím. Nhím biển. Nhìn như con nhum ấy. Hay ăn đấy. Cổ ngỗng biển. Cổ ngỗng. San hô. Mít. Cái này chắc phải các bạn nào giỏi sinh học mới học được. Sao biển. Ồ, có những cái ở bên trên người nó cao á. Không quay được mà. Nó tiết ở trên cao, in ở trên cao. Nên mình có con khủng long bạo chúa. Khủng long ngồi cổng ấy tượng, không biết đấy là khủng long gì.
củi lo, chân chim. Để mình đi tiếp nhé, mình xem. Đây là một cái cây gì ta? Đây là cây tiến hóa sinh giới. Mô hình cây thể hiện năm giới sinh vật đang sống trên trái đất là giới nhân sơ, giới nguyên sinh, giới động vật, giới thực vật và giới nấm. Giới nhân sơ hình thành cách ngày nay khoảng 3,6 tỷ năm với các cá thể đơn bào chưa có trận nhân chuẩn. Hình thức dinh dưỡng là hấp thụ, ví dụ virus, vi khuẩn, tảo lan. Giới nguyên sinh hình thành cách ngay khoảng 2,5 tỷ năm với các cá thể đơn bào hoặc đa bào có nhân chuẩn. Hình thức dinh dưỡng là hấp thụ, dị dưỡng hoặc hoại dưỡng, ví dụ amip, trùng đế dày, nấm nhầy. Giới động vật là màu đỏ, gồm các cá thể đa bào có nhân chuẩn, được chia làm hai nhóm là động vật có xương sống và động vật không xương sống. Giới thực vật màu xanh, gồm các cá thể đa bào có nhân chuẩn, được chia thành các ngành chính là tảo dơ, quyết, dương xỉ, hạt trần, thông tuế, hạt kín, hô động. Hình thức dinh dưỡng là tự dưỡng quang học. Giới nấm màu nâu gồm các sinh vật đơn bào hoặc đa bào có nhân chuẩn. Hình thức dinh dưỡng là dị dưỡng, ví dụ nấm nang, nấm đỏ. Đây là cái này gọi là cây sinh vật. Hình sờ là hình vật nên là mình cũng không biết. Thực vật không có mạch. Ủa, đây chắc nấm mô hình. Đây toàn chắc nấm mô hình. Cái này nhìn như cái mực. Cái này như cái nốt C. Cái này thì chắc là nấm. Cá, tôm. Cá mập. Ok, mình đi tiếp nha. À đây có con sao biển này. Bữa đi Phú Quốc là chơi hẳn con sao sống ngang bờ luôn. Ở đây chắc chỉ mô hình. Rồi, ok, mình thử đi tiếp nha. Rồi, mình đi vào phòng này. Đã lắm bạn ơi. Tôm hùm bông. Nói tôm hùm bông. Bên này là sao biển. Mấy con sao biển này. Con này là sao biển xanh. Con này chỉ ghi là sao biển. Còn đây là các cái loại ốc. Ốc cói nâu, ốc cói hoa, ốc cối vằn, ốc sứ vân hồ, ốc sứ trắng, ốc chuột. Ô trời ơi, con ốc này bự lắm bạn ơi. Nè, nó bự lắm. Ốc kim khôi vàng. Con này là ốc sứ bông. Con này là ốc gáo. Ủa, con này cũng bự lắm bạn. Ốc gáo. Melo melo. Ồ, cái tên nó cái tiếng nước ngoài cũng hay á. Melo melo. Ốc gáo. Còn con này là chai ngọc môi đen. Nè nó này. À, chai ngọc chắc là chai để lấy ngọc. Ốc tù và. Ồ, đây là con ốc tù và. Con ốc này chắc là người dân tộc người ta ở biển ấy, người ta hay làm tù và, nó gọi tù và quá. Cái này ốc gai trắng. Ồ, nhiều hay á. Ốc gai trắng, chai ngọc môi vàng. Ồ, con này bướm. Cua chấm ụt. Người ta ngâm trong dung dịch bạn ạ. Chắc còn con cua nguyên luôn đấy. Người ta ngâm ở trong này. Nè. Đây nữa này. Tôm sú.
Ồ, con tôm chú này sao nó bự vãi trời. Con này là ghẹ nhàn ô, con ghẹ này cũng bự lắm luôn. À, ngâm ở trong đấy dung dịch hay sao. Còn đây là con cua xanh. Ồ, là san hô đây bạn này. San hô này, mình quay cái san hô cho các bạn coi. San hô cành. Đó. Cái này mấy cái này các bạn mà có đi biển cũng có những cái cửa hàng người ta bán đồ lưu niệm, các bạn cũng có thể mua về. Ngày xưa mình mua về gói nào mà nó về đến nhà nó gãy nát luôn. Còn cái này là san hô phễu. Ồ, cái san hô này hay ha. Nó hình phễu luôn này. Ồ, cái này san hô não. Ồ. San hô não. À, chắc nhìn như não người, não động vật hay là nó gọi là san hô não. Cầu gai sọ dừa. Cái này là cầu gai sọ dừa. Người ta ngâm trong dung dịch, mình nghĩ đấy nó là thật đấy, người ta ngâm bảo quản. Hải miên. Hải miên là con gì đấy? Không, không. Cái này là con giá sùng. Này là hải sâm vú trắng, cầu gai đen. Hình như con này là sâm con này. Ủa, có con cá gì đây? Cá mao tiên lửa. Ồ, nè, không biết các bạn có nhìn rõ không? Nhìn trông nó ngỗ. Con này là con cá thù lù. Ở phía dưới này nó còn là một số loại san hô nữa này đây. Còn cái này là san hô này nhìn cũng đẹp lắm, cái cảnh san hô này. San hô đỏ. Đúng là san hô đỏ. Còn cái này thì là san hô xanh. Hai cái này là san hô xanh. Cái này là san hô phiên. Ủa, san hô đẹp chưa này. San hô cành. Cái này cũng san hô cành, cái cành này đẹp lắm bạn. Cái này bên này là san hô trúc. Ồ, nhiều loại san hô thật ạ. Bên này san hô. Ôi trời. Bên này là của con sò tai tượng. Ôi trời ơi, sò gì nó to này trời. Wow, nó to lắm bạn. Ấy. Bên này có con vích. Vích biển này. Con vích. Cái này là con rùa núi vào. Còn con này là rùa đất lớn. Cá trình hoa. Trên này có con cá trình. Wow, nó bự à. Nó dài tới cả mét luôn. Con này mà ăn chắc đã. Tâm hồn ăn uống các bạn chỉ thích ăn đấy. Còn kia là cá anh Vũ. Cá rầm xanh. Cá hô. Ồ, cá hô. Còn bên này là cá chiên. Ồ, con này thì ở miền núi này, Hà Giang này, cá chiên ở sông. Cá này trong mắt tiểu lắm. Cá này người ta vẫn ăn, vẫn bán. Cá ngựa gai trắng. Cá đuôi gai xanh. Cá khoang cổ. Cá mỏ két. Cá mỏ két. Ừ. Ôi trời ơi, con cá mặt quỷ này bạn này. À. Đây, cá mặt quỷ. Đó. Nhìn nó đúng là quỷ luôn. Nó còn xấu hơn mình nữa. Cái này có con cá gì người ta không thấy ghi. Họ trèo. Ồ, thế là những hàm răng của nó. Nó treo cái hàm răng không. Bên này nữa này. Không biết nó là hàm răng của con cá gì luôn. Mấy cái con treo treo trên thì mình không thấy ghi. Ồ, con này nhìn. Wow. Ồ, con kia người nó còn gai không.
Có, cái con tròn tròn bên trên. Con này mình không biết cái gì. Thì con này là cái gì? Ô, con rắn này bạn. Này, rắn biển. Ồ, con này thì là rắn vòi. Con này là thằn lằn bay đông dương. Ồ, cái này là Lâm Đồng bạn. Bắt được ở Lâm Đồng ấy. Thằn lằn bay. Con này là nhum cát river ở Gia Lai. Nhum cát. Con này thì nhum Natalia. À đây, TT đây này. TT Java. Mấy cái này là toàn là động vật hoang dã quý hiếm. Sách đỏ thôi này. Bên kia là cá cóc. Bên trong đằng sau là có một con cá cóc với con ếch cây kiều. Có ếch cây sần Bắc Bộ. Con này kỳ đà hoa. Kỳ đà hoa. Ồ, nó cũng dài lắm bạn. Nếu mà để hết cái đuôi ra chắc nó phải tới cả mét luôn đó. Ồ, con này con ếch, ếch run. Nhìn như con run nhưng mà gọi nó là con ếch. Ở trong cái ngâm ở trong dung dịch rồi các bạn. Cái hũ của nó là ngâm. Con này là cá cóc bụng hoa nè. Con này kỳ đà vân. Kỳ đà vân. Mấy cái loại này ăn chắc ngon lắm. Ồ. Đó, hai con này. Ô, đây có con khỉ. Đây. Con khỉ đuôi lợn. Và khỉ đuôi lợn. Ô, nhìn nó vẫn còn nguyên lắm bạn. Nhìn họ làm giữ nguyên luôn. Bên này là con hổ đông dương. Đấy, con hổ đông dương. À, wow. To. Wow. Tiêu bản của nó mà nó to lắm. Ồ, nhìn nè. Dâu của nó. Cái này là con công ta. Ồ, mèo rừng bên này mà. Rồi, từ mình thấy một con mèo rừng. Đó, con mèo rừng. Treo mình. Lần đầu mới thấy con treo. Không biết con treo. Chim. Chim cao cát bụng trắng. Ồ, nhìn cái đầu nó hay ha. Cái mỏ nó to lắm. À, con lửng. Con lửng. Lửng lợn. Lửng chó. Con lửng mật với máu chiến. Con này là gà tiễn mặt vàng. Con này là gà rừng tai đỏ. Vịt trời. Ồ, vịt trời nó bự á. À, hai con vịt trời. À, ok rồi.